À, chúng ta hãy tưởng tượng rằng nếu mà Hoa Kỳ sẽ phản ứng thế nào nếu mà các lực lượng võ trang của nga hậu thuẫn tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào uh, điện Cabro của Hoa Kỳ thì uh, chúng ta phải làm sao chúng ta phải ngăn chặn ngay những cái nỗ lực không có những cái uh, lý trí để mà làm leo thang chiến tranh như vậy ông uh, Kennedy Jr. đã nói trong cái tweet vào ngày 4 tháng 5 vừa qua. Ông nhắc lại những cái sự căng thẳng vào năm 1962. những cái điều này đã có thể suýt đưa tới những sự việc chiến tranh hạt nhân khi đó khi mà Hoa Kỳ đã kiên quyết phản đối Liên Xô để tên lửa tại bên Cuba, sát cạnh bên Hoa Kỳ và ông so sánh với cái tình trạng hiện nay ở bên Ukraine cái sự căng thẳng hồi đó đã dẫn đến sự việc liên xô đã phải gỡ bỏ những cái tên lửa ở Cuba và Hoa Kỳ cũng phải đồng ý để mà gỡ bỏ các tên lửa của mình ở thổ nhĩ kỳ sau khi mà xoa dịu thành công thì cái cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba tổng thống John Kennedy đã cảnh cáo không bao giờ nên bắt buộc nga phải lựa chọn giữa sự việc sỉ nhục quốc gia và chiến tranh hạt nhân chúng ta phải nên chú ý tới các lời khuyên của cựu tổng thống khi xưa mặc dù cả Hoa Kỳ và Ukraine đều chối bỏ những cái trách nhiệm, điều mà Điện Kremlin gọi là một cái vụ khủng bố để nhằm ám sát Tổng thống Nga. Tuy nhiên ừ. rõ ràng Nga không tin tưởng những cái lời tuyên bố chối bỏ trách nhiệm đó và họ miêu tả cái sự chối bỏ đó là một việc làm hết sức lố bịch. Và cái nỗ lực mà phủ nhận cái điều này à, kể cả ở bên Kiev và Washington DC tất nhiên là hết sức lỗ bịch theo lời nói của ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống uh, Putin. Theo uh, Reuters đưa tin thì uh, chúng tôi biết rất rõ ràng các quyết định về những cái hành động như vậy, về các cuộc tấn công khủng bố không được đưa ra tại ở Kiev mà là ở Washington DC, thưa quý vị, theo lời ông Peskov. Vâng, thì chúng tôi tiếp nối cái tin đó là họ nói những cái diễn biến mới sau cái cáo buộc chấn động tại Điện Kremlin đó, thì Mỹ đã lên tiếng về vụ Nga tố Ukraine tấn công Điện Kremlin để ám sát Tổng thống Putin giữa lúc Kiev được cho là đã bắt đầu cái cuộc phản công vào mùa hè này đó. Mỹ lên tiếng trong khi Nga đưa thêm cáo buộc. Ngoại trưởng Mỹ là Blinken hôm qua ông nói là ông nghi ngờ bất kỳ một cáo buộc nào của Nga sau khi Moscow đã tố Kiev tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin nhằm tìm cách ám sát Tổng thống Putin. Tôi đã xem các báo cáo này và không thể xác thực được các báo cáo đó. Đơn giản là chúng tôi không có đủ tin tức. Đó là ông Blinken đã nói. Trong khi đó thì phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia là John Kirby khẳng định Washington không có liên quan đến cái vụ tấn công bằng UAV vào Điện Kremlin. Về phía Ukraine thì Tổng thống Zelensky cũng đã bác bỏ ngay các cáo buộc trên và nhấn mạnh mối quan tâm của ông bây giờ là bảo vệ các thành phố cũng như bảo vệ lãnh thổ. Ý ông ý nói là ông ta không có giờ đâu để mà lo cái chuyện mà đi qua đánh bên đó. Và các làng mạc của trong cái chiến dịch quân sự Nga vốn đã kéo dài gần 15 tháng. Ý ông Zelensky ông nói là vì ông lo lo cái cuộc chiến để mà giành lại lãnh thổ chứ không không có giờ đâu để mà tấn công ba cái vụ đó. Phát ngôn viên của Điện Kremlin thì là Pesco hôm qua đã cáo buộc Mỹ chủ mưu vụ này bắn vào dinh thự của Tổng thống Putin và nói rằng Kiev chỉ đạo thực hiện kế hoạch đó. Ông Peskov cũng nhấn mạnh là Nga sẽ xem xét nhiều lựa chọn khác nhau để đối phó ý đồ của Kiev đã dùng UAV tấn công vào điện Kremlin. Ngoài ra thì phát nguyên Bộ Ngoại giao Nga là Zarakova hôm qua đã viết trên Telegram nói rằng Mỹ, Anh và các quốc gia NATO phải chịu trách nhiệm chung về những hành động của Ukraine. Trước đó thì cựu tổng thống Nga là Medvedev Đấy kêu gọi phải diệt trừ Tổng thống Zelensky. Hồi nãy chúng tôi có loan tin đó, quý vị nhớ không? Tức là ông cho là bây giờ phải bằng cách nào đó như là sát hại ông uh, Tổng thống Zelensky. Sau cuộc tấn công khủng bố hôm nay thì chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Đây là lời ông Dmitry ông đang nói đó. Ngoài việc chúng tôi phải loại bỏ ông Zelensky và nhóm của ông ta. Chiến sự hiện nay vẫn đang căng thẳng, quý vị cũng hiểu. Sau cái chấn động trên thì không quân Nga đã phóng nhiều cái bay không người lái vào nước này. Và bên Ukraine rất may là đã bắn hạ được tới 18 chiếc. Họ phóng 24 chiếc đó. Cho nên là trong cái số đó đó, trong số 15 cái UAV đã bắn vào cái thành phố Odessa, thì lực lượng phòng công Ukraine phá hủy được 12 chiếc. Trong đó có 3 chiếc đánh trúng một cái khu học xá Bộ Chỉ huy Quân sự Miền Nam cho nên đó là cuộc chiến chắc chắn hai bên sẽ đang gia tăng thưa quý vị